chỉnh trang lại toàn bộ khuôn viên, chuẩn bị hệ thống buồng phòng đạt tiêu chuẩn là những công việc được nhà khách Trúc An thị xã Mường Lây chú trọng thực hiện trong những ngày qua để chuẩn bị phục vụ du khách trong dịp nghỉ lễ hội đua thuyền đuôi én lần thứ 8 và giải vô địch các câu lạc bộ dù lượn quốc gia lần thứ 3 năm 2023. Đến nay, 100% số phòng nghỉ tại nhà khách này đã được khách đặt chỗ để nghỉ trong dịp nghỉ lễ sắp tới. Trúc An chúng tôi là cũng có một số cái điểm ưu thế và thuận lợi, đó là nằm trên nhà khách, nằm trên ngay gần đường quốc lộ 12, có cảnh view đẹp nhìn ra phía hồ và gần với cái nơi sẽ diễn ra sự kiện đợt tới. Thì nhà khách chúng tôi đã chuẩn bị được cái về cơ sở vật chất là tầm 30 phòng là có đầy đủ trang thiết bị tiện nghi để phục vụ tiếp đón các đoàn khách, các đoàn đại biểu đợt tới. Thì nhà khách chúng tôi cũng đã lên trước một số cái phương án, đó là bố trí tăng cường thêm là nhân lực để đợt tới là phục vụ nếu như các đoàn khách có nhu cầu ăn uống. Cũng là một trong những địa điểm được thị xã lựa chọn để đón khách du lịch, khách sạn Thanh Bình đã sắp xếp lại hệ thống 60 phòng ngủ, trang thiết bị nội thất và vệ sinh khu bếp, nhà hàng ăn uống có sức chứa lên đến 700 người để phục vụ tốt nhất nhu cầu khách khi đến lưu trú ăn nghỉ. Các khu viên là chúng tôi bây giờ dọn dẹp và tổng vệ sinh sạch sẽ để đón khách vào ngày dịp là lễ đua thuyền vào ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023. Và tất cả những sự kiện và công tác của chúng tôi đã sẵn sàng để chuẩn bị để đón khách lưu trú tại đây, và tôi chỉ mong muốn mọi khách đến đây và nghỉ ở đây có một ngày nghỉ vui vẻ và thoải mái. Ngoài nhà hàng, khách sạn, thị xã Mường Lây cũng đã bố trí gần 30 nhà ở cộng đồng mang bản sắc văn hóa dân tộc, có thể đón tiếp 500 khách du lịch. Hầu hết các nhà ở cộng đồng homestay trên địa bàn đã chủ động nâng cao chất lượng hệ thống cơ sở vật chất, tôn tạo cảnh quan, bổ sung thêm nhiều dịch vụ mới để phục vụ du khách. Thì được thị xã và phường chọn làm cái điểm đón khách du lịch cộng đồng thì gia đình cũng tu sửa lại nhà cửa, sửa lại nhà vệ sinh và làm các cái chỗ để chứa cá hồ để chuẩn bị đón khách. Ăn uống thì chị em chi hội phụ nữ thì đã có bàn và lập một tổ để chuẩn bị nấu các món ăn truyền thống của dân tộc. Đến thời điểm này, các cơ sở lưu trú trên địa bàn thị xã Mường Lây đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất và kỹ năng phục vụ du lịch cộng đồng, sẵn sàng đón khách đến ăn nghỉ trong những ngày diễn ra lễ hội đua thuyền đuôi én lần thứ 8 và giải vô địch các câu lạc bộ dù lượn quốc gia lần thứ 3 năm 2023 được tổ chức vào đúng dịp Tết Dương lịch sắp tới.